Hello, chào cô chú anh chị và các bạn nha. Ở đây là hiện tại mình đang tới là cái chỗ đậu bãi đỗ xe của núi Cấm. Bên đây là vé dành chỗ bán vé dành cho cáp treo Lâm viên núi Cấm. Cái cổng cũng khá là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi vào phía bên trong. Ở đây nó tới hai đường lên, một lên cáp treo riêng với một đường lên bằng xe máy riêng nha. Ở đây là phía bên cáp treo của núi Cấm, được trang trí Tết cũng khá là đẹp luôn. Ở đây trang trí cây đào nè, rất nhiều cô chú anh chị và các bạn vào chụp hình. Đây là phía bên trong phòng vé nè. Ở đây là vé có công viên nước á, người lớn là 350, trẻ em là 250. Đó. Còn đi cấp treo thì người lớn thì 180, trẻ em thì 120. Đây chỗ bán vé để cấp treo, đi cấp treo lên trên núi. Nó có hai đường lên nha. Ở đây mình mua vé xong vào phía trong, xe nó chở mình vô phía trong. Đây là khung cảnh ở phía trước bãi đổ xe nè. Đó. Rất đông người. À, ta mua vé ở bên trong. Đây là Lâm viên núi Cấm ở Tri Tôn, An Giang, là một địa điểm du lịch cũng khá là nổi tiếng. Nói chung là mỗi năm thì người ta sẽ làm càng ngày nó càng đẹp. Mỗi mỗi năm thì nó mỗi khác. Hiện tại mình lên tới đỉnh núi Cấm nha cô chú anh chị và bạn. Ở này cũng khá là đông luôn nè. À, giờ bắt đầu mình đi xuống phía dưới chùa nè. Ở đây hiện tại mình đang ở trước cái hồ nè. Ở phía sau lưng là có cái chùa nữa. Chắc mình sẽ ghé vô. Ở đây có tượng Phật Di Lặc. Đây có một vị Bồ Tát thì mẹ Quan Âm. Đó, khá là đông người luôn. Người ta đang cúng ở đây, có người ta cho nước suối này. Đây cứ bên trong chùa này, khá là đông luôn nè. Đây là phía bên trong ngôi chùa. Đó, cũng khá là đẹp luôn, một vị Phật ngồi dưới cây Bồ đề. Rất là đẹp luôn. Với tượng Phật màu vàng. Ở trong đây cũng khá là đông quý cô chú anh chị và các bạn luôn. Đang viếng Phật nè. Rất là đông đúc luôn. Ở đây là cảnh phía bên ngoài. Quá đông. Đây, hiện tại mình đang ở trên đỉnh núi Cấm. Ở đây thì quý cô chú anh chị đến viếng khá là đông luôn. Nó rất là đông đúc. Đây là phía ngoài cái bàn để viết tên lên đó mình vào mình cúng. Khá là đông luôn.
Bây giờ bắt đầu mình sẽ di chuyển đi qua bên Tân Phật Di Lạc nha. Bịt mồi nãy cho ăn hết rồi. Còn mua thảo rồi hả Định? Một cái đường này vào hướng đông. Giá bịch môi nha. Con có phi con bự vậy, có phi chà bá lửa không ta? Ồ. Được có nhiều con bự chụp đồng. Đây đổ lại đi. Sợ hắt xuống cái mấy cá bự nó ăn đúng không? Hắt mạnh lên. Không sao á. À dục nguyên cái bịch xuống dưới luôn, cá nó ăn ở dưới cái bịch chắc chết queo quá. Đó, nguyên cái bịch dướng vô trong cái mình cái là nó chết luôn chứ. Ừ, có chê bự quá. Chép với phi. Nếu đủ con số cái này chép vừa, nó phải chép rồi, chép hình nước đi nhiều hơn làm này yêu quỳ cá to ông này đấy, đứng lên trong hiếu nó đứng nó thả nó kìa đi cá to người thả đâu rồi đâu có lắm. Đây là đường đi qua Tân Phật Di Lạc, có một cái chỗ trồng hoa sim tím khá đẹp luôn, rất nhiều người đang chụp hình luôn. Đây là vị Phật nằm, nhìn cũng khá đẹp luôn. Nằm không? Này Phật A Di Đà hết ca, ở hết ca. Ừ. Phật nằm rồi đó, bà nội có đi, dẫn anh hai ốc đi chụp hình, có chụp hình tắm ở đây mà. Chụp bao lên đó đi, chụp cho. Đi tớ. Đưa mãi vô luôn. Đường lên nè, đường Phật Di Lạc. Đông quá. Trời đi kìa. Nhìn lên đây nè. Đây hiện tại mình đang ở trên chỗ cắm ngay tượng Phật Di Lạc khá to luôn. Nói là tượng Phật này Phật Di Lạc thì nó bị nghiêng. Nó hơi nghiêng qua mấy bên tay phải. Người đó sao mà lấy được hết? Đây là đang sửa chữa rồi lại qua đường lên. Hôm nay thì rất đông người đến viếng tượng Phật Di Lạc. Đổ lên đây cầu bình an tài lộc khá là đông luôn.
Ở trên đây có một ngôi chùa này cũng khá đẹp. Chùa rất là cao luôn. Đây là chùa Pháp Linh. Ở đây là toàn cảnh ở phía trên nè. Cái đường này là cái đường mà xe chạy từ dưới chân núi lên luôn. Ở bên này có một cái bờ hồ rất là lớn nha. Ở trên này gió thổi khá là mát luôn. Ở đây có cái chỗ bãi cỏ để ngồi nghỉ. Rất là đông người luôn. Chùa này cũng rất là đẹp nè.